gia đình các bậc phụ huynh cũng đang chuẩn bị rất nhiều hoa quả, bánh kẹo để đón Tết. Chính vì vậy, hôm nay tôi xin chia sẻ với các bậc phụ huynh hướng dẫn các con nhận biết, phân biệt màu xanh, màu đỏ qua các loại hoa quả, bánh kẹo có trong bánh Tết. Để các con có thể nhận biết được màu xanh, màu đỏ, các bậc phụ huynh tận dụng những loại hoa quả có sẵn trong gia đình của mình như một số loại quả có màu xanh, màu đỏ. Bố mẹ sẽ đưa lần lượt từng quả ra và hướng dẫn các con thực hiện như sau. Đây là quả gì? À, quả dưa hấu. Còn có quả gì nữa đây nhỉ? Quả táo. Bố mẹ cho con nhắc lại nhiều lần. Quả dưa hấu, quả dưa hấu, quả táo, quả táo. Tiếp theo, các bậc phụ huynh hướng dẫn các con phân biệt màu xanh, màu đỏ như sau. Quả dưa hấu có màu gì? Màu xanh. Phụ huynh cho trẻ nói: quả dưa hấu màu xanh. Quả dưa hấu màu xanh. Tiếp theo, quả táo có màu gì? Màu đỏ. Phụ huynh cho trẻ nói: quả táo màu đỏ. Quả táo màu đỏ. Ở một câu hỏi, các bậc phụ huynh cho con nhắc lại nhiều lần. Trong quá trình dạy trẻ, trẻ có nói sai, nói ngọng, phát âm chưa đúng, bố mẹ hãy sửa sai, sửa ngọng cho trẻ để trẻ phân biệt được tốt hơn. Ngoài quả dưa hấu, quả táo ra, các bậc phụ huynh cho con nhận biết, phân biệt một số loại quả khác như quả ổi màu xanh, quả dồi màu đỏ, quả cam màu xanh, quả thanh long màu đỏ. Bố mẹ giáo dục các con, các loại hoa quả cung cấp nhiều vitamin, giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng và còn đẹp da. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với các bậc phụ huynh hướng dẫn các con nhận biết, phân biệt màu xanh, màu đỏ qua các loại hoa quả có trong dịp Tết. Nhân dịp năm mới sắp đến, xin chúc các bậc phụ huynh và gia đình có một cái Tết thật đầm ấm, vui vẻ, an khang thịnh vượng. Xin chào và hẹn gặp lại.